Trong đế quốc bạc thời, Game Mobile chiến lược nhiều nền văn minh, tụ hội 3 nền văn minh lớn là AC, Seng và Rome. Hàng vạn người chơi cùng cạnh tranh, tái hiện đế quốc công bằng và không nạp tiền, tài nguyên hoàn toàn nhờ thu thập. Vạn người tham chiến, sách lược biến hóa khôn lường, cùng vào đế quốc bạc thời khiêu chiến tôi nào!